Tối ngày 14 tháng 1, đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào hành trình chinh phục vòng chung kết Asian Cup 2024 bằng trận gia quân gặp đối thủ vượt trội nhất bảng D là tuyển Nhật Bản, đội giàu thành tích nhất giải đấu số 1 châu lục với 4 chức vô địch. Trước thềm trận đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chusier được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước Samurai Xanh, đội tuyển đang tham vọng hướng đến chức vô địch thứ 5 trong lịch sử. Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu quật cường cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ trên sân, những chiến binh sao vàng đã mang lại một bản trình diễn đáng khen trước ngọn núi cao như Nhật Bản. Trung cuộc đội tuyển Việt Nam để thua 2, 4 trước Nhật Bản. Trong đó, hai pha lập công được ghi bởi tiền vệ Nguyễn Đình Bắc và tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Mở đầu cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản. Ông Moriyasu Hajime chia sẻ, thực tế trước đội tuyển Việt Nam hôm nay dạy cho chúng tôi một bài học. Đó là chẳng có trận đấu nào dễ dàng ở Asian Cup. Thật may vì các cầu thủ của tôi đã bình tĩnh và thích ứng kịp thời với tình thế để giành chiến thắng. Nhận xét thêm về trận gặp đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Moriyasu cho biết Trận đấu với đội tuyển Việt Nam rất khó khăn, nhất là khi đội bị gỡ hòa rồi rơi vào thế phải rượt đuổi. Chúng tôi không thể chơi bóng áp đặt như ý tưởng ban đầu. Dẫu vậy, thuyền trưởng đội tuyển Nhật Bản nhấn mạnh, tất nhiên, chúng tôi có một số tiếc nuối, nhưng chiến thắng vẫn ít nhiều tiếp thêm tự tin để đội hướng đến các trận tiếp theo. Sau cùng, huấn luyện viên Moriyasu kết luận, đội tuyển Nhật Bản phải rút kinh nghiệm khi phòng ngự chống các pha cố định và đối thủ luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội từ các tình huống như vậy. Ngoài ra, huấn luyện viên đội thi Nhật Bản tiết lộ thêm Chúng tôi đã lường trước rủi ro này, vì ở lượt về ở vòng loại World Cup 2022, đội cũng từng bị chính Việt Nam chọc thủng lưới sau một pha đá phạt. Theo lịch thi đấu, The Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng D Asian Cup 2024 gặp The Indonesia vào ngày 19 tháng 1 tới đây.